Hello anh em mình nha. Đây là Boss 301 Series 3. Hàng bốt Mỹ rất là được anh em yêu thích. Nhìn đẹp không lỗi lầm. Giá ở bên Thái Auto là 10.500. Anh em có thể quan sát lưới liếc các thứ. Nó đẹp. Nó đẹp không có lỗi gì luôn. Tuyến loa xanh lè. Cực kỳ yêu. Không có điểm nào để mà chê. Cái màn nó gần như mới khoảng 96% nhỉ, đẹp lắm. Dùng tuyến loa này anh em yên tâm, lưới liếc quá đẹp. Nó hơi bụi tí thì mình sẽ quét nó đi để nó sạch sẽ hơn, đẹp hết, không sơn đất. 301 Series 3 màu đen với mức giá ở bên Thái Auto là 10.500.000, phục vụ cho cái nhu cầu hát karaoke, nghe nhạc mà nó không quá là khó khăn với nhu cầu bình thường, là quá ổn với đôi loa Boss này anh em ha. Nếu anh em thích cao cấp hơn thì đây, tai nôi Aden kiền tròn, mình vừa mới nhập về được hai đôi, hàng đẹp, zin nguyên bản ở nguyên thủy với mức giá 35.500.000 một đôi. Thì anh chị em nào có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì cứ alo cho Thái Auto ha. Chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe, xin cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại.